Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Ma Nhuần Kể. Thì hôm nay á, chúng ta sẽ cùng nhau bước qua tới cái tập 52. Thì bạn nào á, mà có chuyện ma muốn cho mình kể lại á, thì có thể gửi qua cho mình qua số điện thoại, Zalo hoặc là Gmail mình để trên màn hình đó nha. Thì kênh của mình á, chuyên kể những cái câu chuyện tâm linh, những cái câu chuyện ma có thật hoặc á, là những cái câu chuyện bùa ngải thư yếm. Thì cái câu chuyện đầu tiên hôm nay á, là của một cái bạn tên là Hí. Thì bạn này nói á, là câu chuyện này nè là do mẹ bạn trải qua. Thì hồi xưa á, là nhà bạn ở dưới quê, chuyện này cách đây cũng có vài năm thôi bạn. Thì cái thời điểm đó thì cha của bạn rất là thường xuyên đi nhậu với bạn. Còn mẹ của bạn á, là cái người phụ nữ nói chung là rất là tảo tần về gia đình. Khi mà thấy chồng của mình đi nhậu về á, thì bà cũng ban đêm cũng rất là lo với bạn. Ở nhà lo lắng rồi đợi về này nọ các kiểu. Thì khi mà bà đợi chồng về á, thì về cũng la gầy cũng chửi này nọ đó với bạn. Nói chung là nhiều lần như vậy rồi. Thì cái ngày hôm đó là ông cũng đi nhậu về trễ. Thì bà cũng mới nói á, là ông á nha, là ông đi nhậu á, thì ông đi nhậu về sớm sớm thôi. Ông nhậu gì mà ông nhậu về khuya quá trời à. Tôi không có chờ ông hoài được đâu. Ông nhậu thì tới độ khoảng 10 giờ, 11 giờ là ông về được rồi. 11 á, mà tới giờ đó mà ông không về á, là tôi khóa cửa, tôi không có chờ ông ở đâu. Chứ có đâu mà đêm nào cũng về khuya lơ, khuya lất. Ai đâu mà chờ ông về hoài. Tôi còn phải ngủ sớm. Sớm mai tôi còn phải đi chợ, đi búa, cơm canh gia đình nữa. Ai đâu mà chờ ông tới khuya hoài. Thì nói chung là bà này cũng dễ. Kiểu như ông đi nhậu ở đâu thì ông đi. Nhậu thì tầm 10, 11 giờ thì ông về thôi. Chứ có đâu mà đi khuya quá thì ở đâu ngủ ở nhà bạn luôn đi chứ đừng có về nữa. Ai đâu mà thức hoài. Thì mấy lần sau á, khi mà ông chồng mà nằm với bạn về trễ á, là bà bỏ mền gói trong một cái bọc ni lông để trước cửa gào á. Có về trễ á, thì tự mà chảy ra rồi kiếm cái lỗ rồi đó là nằm ngủ. Thì rồi, vào một cái hôm đó mấy bạn, bạn này nói á, là cái hôm đó là đầu tháng 1 năm 2020. Thì lúc đó là nhân cái dịp đầu năm. Thì bạn này nhớ rất là rõ. Thì lúc này nhà bạn có sắm được một cái bộ karaoke, kiểu như là một cái đầu đĩa, một cái lo mình hát gia đình bình thường thôi bạn. Thì cái hôm đó thì ba ông cũng gom đi nhậu. Thì lúc này bà mẹ thì có dàn karaoke thì cũng vui rồi, cũng không có để ý tới ổng nữa. Thì lúc này là tầm khoảng 6 giờ mấy á, là ông cha ông bắt đầu đi nhậu. Rồi mẹ bạn á, thì ở nhà karaoke thì ca từ 6 giờ mấy cho tới 9 giờ mấy đó mấy bạn. Thì ca tới lúc này là giọng cũng khan hết trơn rồi, ca hết nổi rồi. Thì bạn này là bạn nói á, là bạn nằm trong phòng á, mà còn nghe mẹ ca gung gỗn mà ca toàn là kiểu như mấy bài nhạc xưa xưa mà kiểu như nhạc cổ á mấy bạn. Thì tầm tới 9 giờ mấy á, là mẹ tắt cái dàn karaoke. Thì lúc này nè là mấy bắt đầu bực rồi mới chuyển qua coi tivi thời sự. Thì lúc này mẹ bạn đang nằm trên cái võng mấy bạn, vừa coi tivi mà vừa nằm trên võng rồi chờ ổng về vậy đó. Thì cái lúc đó là ba của bạn về rất là khuya, tầm khoảng 11 giờ hơn á thì ba bạn mới về. Thì lúc đó là tới 10 giờ là mẹ bạn canh mà ổng chưa về á, thì đương nhiên như bình thường vậy thôi. Thì đứng lên thì lấy cái chốt gài lại. Thì khi mà cắm cái chốt lại á thì là đâu có mở được. Thì xong rồi mẹ bạn này nè mới leo lên trên cái võng nằm. Thì do là cái võng đó là cái võng giá thì mẹ bạn cũng như là nằm bình thường thôi, chứ cũng không có đưa qua đưa lại gì hết mấy bạn. Thì mẹ bạn đang nằm mà vừa ngó trên cái tivi vậy đó. Thì nằm một hồi thì lân lân thì buồn ngủ, bà bắt đầu là chìm vào giấc ngủ từ từ. Thì khi mà mẹ bạn đang nằm ngủ á nha, thì bắt đầu á là tự nhiên mẹ bạn mới nghe thấy cái tiếng cửa nó mở ra. Mẹ bạn mới nghĩ á, trời ông này ông hay dữ thần vậy ta, chắc là bị đuổi ngủ ở ngoài riết rồi, có kinh nghiệm rồi, bây giờ á là tìm cách rồi luồn tay được vô rồi mở cửa được rồi. Thì mẹ bạn thấy như vậy á thì cũng nằm im, kiểu như vừa giận dỗi mà vừa giả bộ ngủ vậy đó mấy bạn, nằm im vậy đó không nói gì hết trơn á. Mà cái đầu của mẹ lúc này nè là quay ra đường nha mấy bạn. Còn cái chân á thì quay vô trong nên cũng không có thấy cái gì hết trơn á, chủ yếu là nghe cái âm thanh thôi. Mẹ bạn nghe á là cái tiếng mở cửa mà kiểu như mở ăn trộm á bạn, mở mà hí hí từ từ mà kéo nhẹ 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 nghe két 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 mà nó từ từ vậy đó. Thì mẹ bạn này nè cũng nằm im, bắt đầu á là bà nghe thấy cái tiếng bước chân nữa, bước lợp đợp vậy đó mấy bạn. Mà giống y như là cái người mà đang sỉnh mà đang đi từ từ vậy đó mấy bạn. Y như là cái tiếng như vậy đó. Thì lúc này nè, mẹ còn nghĩ trong đầu á, rồi ông này là chắc tối nái rồi, kiểu như sỉnh dữ lắm, sỉnh rồi mới đi cái kiểu này. Thì bà cũng nằm thinh vậy đó nha. Thì chút xíu đâu khoảng 10 giây sau á, thì tự nhiên bà nghe thấy cái bước chân nó càng ngày càng gần. Và bà thấy cái giọng của mình á, tự nhiên lúc này nè, nó rung rinh. Và cái giọng khi mà nó đưa mấy bạn, thì nó nghe cái tiếng có két vậy đó. Là cái giọng nó đưa từ từ, bắt đầu nó nhanh lên từ từ mấy bạn. Lúc này nè, mẹ cũng lấy cái tay thôi, mà cũng không có thèm dòm lên á,
Tại bà cứ nghĩ là chắc chắn là ba thôi, chứ không có nghĩ là ma cỏ gì hết lúc này nha mấy bạn. Nghĩ là ổng đang ghẹo mình thôi. Tại vì thường mà ổng sỉnh về thì ổng cũng hay ghẹo người này người kia vậy đó. Thành ra mẹ là cũng không có dòm lên, mẹ cũng nằm võng y như vậy đó. Không có thèm dòm lên. Mẹ thấy cái tay mẹ đập đập lên trên cái võng vậy đó. Đập đập lên trên cái dây võng đó mấy bạn, chứ không phải đập lên cái tay nha. Vừa đập vừa nói: "Ui, đi đi, đi vô phòng ngủ đi. Tôi ngủ ngoài đây à." Ngủ kế ông rồi hôi hè đều thấy mẹ luôn à. Không có ngủ được gì hết trơn á, hơi ngủ muốn chết vậy đó. Hôm nay về còn ghẹo gò tôi nữa, hay quá ha. Bữa nay tôi khóa cửa rồi còn biết thọt cái tay vô mà mở chốt khóa nữa. Thôi đi vô phòng ngủ đi, đừng có ghẹo tôi nữa. Thì khi mà mẹ bà nói vừa xong á là im ghe nha bạn, im thinh thích vậy đó. Thì khoảng 1-2 phút sau á, cái giọng á bắt đầu nó đưa nữa mấy bạn. Cái giọng nó bắt đầu nó đưa có két có két có két vậy đó, nó đưa nữa. Mà mẹ bạn lúc này nè có cảm giác á là có một cái bóng đen nào đó nó đang đứng ở trên đầu của bà vậy đó. Tại vì lúc này nè là cái nhà cũng đóng cửa tắt đèn hết trơn rồi, còn vài cái bóng đèn cà na của ông địa thôi bạn. Bắt đầu mẹ mới bực mới nói á: "Tôi nói tôi không có giỡn nhà khuya rồi nha, sai xỉn thì đi vô phòng ngủ đi. Ở đây làm chi mà khiêu khiêu rồi chọc chọc đồ tôi khó chịu lắm nha, đi vô chỗ ngủ đi." Mẹ nói lần thứ hai. Thì khi mà mẹ nói lần thứ hai này nè, mẹ còn nghe là ba cười với mẹ nữa. Bà nói là kiểu như là đứng trên đầu mà nghe cười hê 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 hê, kiểu như cười của mấy ông xỉn vậy đó bạn, hê 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 vậy đó. Mà cười sẽ lễ kiểu kiểu nịnh nịnh chút xíu vậy đó nha. "Ông cười cái gì mà cười, tôi đang bực bội ông muốn chết nè, ông vô phòng ngủ đi, mệt quá à, giờ này còn giỡn hoài nữa." Mẹ bà mới nói vậy đó. Thì xong rồi cũng dắt tay lên trán kiểu như vậy đó. Mà từ đầu tới cuối là không có nhìn lên nha mấy bạn. Kiểu như vợ chồng về ông chồng ông sỉnh rồi làm biến vào mặt rồi bực bội rồi đâu có thèm nhìn mặt nhìn mũi làm chi mấy bạn. Kiểu vậy đó. Xong rồi bắt đầu nha, mẹ nằm cũng 1-2 phút sau là bắt đầu đưa nữa mấy bạn. Mà lần này nè là đưa rất là mạnh mấy bạn. Đưa cái võng mà nó cao lên luôn, làm mẹ bạn giật mình luôn. Rồi mẹ bạn bắt đầu á là mẹ bạn té luôn mấy bạn, té văng xuống luôn. Thì kiểu như cái lúc này nè là tức bạn, tức dữ lắm mà. Tại vì đã đang bực rồi, đang nóng hồi nãy giờ rồi, sỉnh sai rồi, bực bội nãy giờ không có nói rồi. "Ông hay quá ha, ông hay quá ha, ông còn lật võng tôi nữa hả, ông lật võng tôi nữa hả." Nhưng á mà khi mẹ bạn lồm cồm ngồi dậy á, thì khi mà mở mắt ra thì không có một cái gì hết mấy bạn. Cái cửa lúc này nè thì nó vẫn mở hé ra, nó mở cả 2 răng tay, 3 răng tay thôi mấy bạn, đủ một cái người kiểu như là đi nhẹ nhàng vô thôi. Nhưng mà nguyên cái nhà nó trống không mấy bạn, không có ai hết trơn. Trời ơi, lúc này mẹ bạn hết hồn hú vía hết trơn. Lúc này nè là cũng chưa tin vào sự thật mấy bạn, mẹ bạn mới bóc cái điện thoại ra gọi điện cho ba liền, kiểu như là xác định lại vậy đó. Thì khi mà gọi điện á, cha bạn mới gọi: "Anh nghe em yêu, chút xíu nữa anh về. Chợ bữa nay nhà thằng Bảnh nó có thằng kia nó từ Sài Gòn mới về, rồi mấy anh em rồi vui quá rồi đó, nhậu chút xíu anh về." Thì ở trong á, ở trong điện thoại á, mẹ còn nghe cái tiếng ồn ào chửi thề nói chuyện này nọ, rồi tiếng 1-2-3 vô này nọ nói với bạn. Tức là ba bạn á vẫn còn đang ở bên bàn nhậu. Vậy lúc này mẹ bạn mới nghĩ á, hồi nãy cái người á mà đứng sau lưng mình đưa giọng 2-3 lần á, vậy là ai? Mà bà nói á nha, là cái giọng cười á là họ giả bộ, là họ giả dạng cái giọng ba của bạn vậy đó. Nó y hệt cái giọng ba của bạn bình thường đi nhậu xỉn về mà cười luôn. Cái giọng cười là cái giọng của ổng rõ ràng, ổng xỉn ổng về là ổng cười cứ vậy đó. Trời lúc này nè, mẹ bạn sợ quá trời. "Trời ơi, ông về liền cho tôi, ông về liền cho tôi đi, tôi ở nhà tôi bị ma nó chọc cái nè. Trời ơi, nó giả dạng ông, nó giả dạng ông, nó về nó nhát tôi hồi nãy giờ đây nè." Thì khi mà nghe bà nói vậy đó, là cha của bạn rất là thương gia đình với bạn, là tức tốc chạy về liền. Là 5 phút sau á là có mặt ở nhà liền với bạn. Rồi bắt đầu mẹ mới kể lại những cái sự việc mà hồi nãy nó xảy ra vậy đó mấy bạn. Thì khi mà ba ổng về á, ổng mới thắp nhang lên trên bàn thờ, rồi ổng mới hứa là thôi mai mốt về sớm này nọ, rồi thôi đừng có lo này nọ, nói chung là cũng hứa này nọ vậy đó, không có đi về trễ nữa. Xong rồi, rồi hai vợ chồng cũng đi vô ngủ bình thường nha. Kiểu như cha mẹ bạn này với mấy bạn là kiểu như từng trải rồi, chắc là cái việc mà gặp ma này là hồi xưa chắc là cũng gặp hoài rồi. Nhưng mà khi á là cha mẹ bạn nói như vậy đó, là những cái lần sau là mẹ bạn không có bị nữa nha, không có bị nữa. Bởi vậy nhà bạn á là không có kêu thầy kêu bùa gì hết, nói chung là cũng thấy là bình thường, nói chung là kiểu như người ta chọc có một lần à, chứ không phải là chọc hoài, chọc tới bến hay là quấy phá gì hết. Nhưng mà những cái lần sau á nha mấy bạn,
là cha của bạn á là về rất là đúng giờ, không có đi bậy nữa. Cái câu chuyện thứ hai hôm nay á là một cái câu chuyện do một cái bạn này gửi về. Câu chuyện này nè, bạn này nói cách đây cũng gần 3 năm thì cái chuyện này xảy ra với cái người cô tư của bạn. Thì lúc này người cô tư của bạn á là được gia đình cho một cái mảnh đất nhỏ, kiểu như là mới ra riêng để cho một cái mảnh đất nhỏ để an cư lập nghiệp vậy đó mấy bạn. Thì cái mảnh đất này nè, nó không phải là một cái mảnh đất quan nha đó mấy bạn. Tuy nhiên á là phía sau miếng đất thì nó có một cái ngôi mộ. Thì cái ngôi mộ đó đó là của một cái người ở trong gia đình luôn. Thật ra là cái ngôi mộ đó đó là của ông cốc của cái bạn này, tức á là ông ngoại hoặc là ông nội của cái người cô đó mấy bạn. Thì cái miếng đất đó đó thì nó cũng rất là rộng mấy bạn. Thì lâu lâu ở những cái ngày gầm hoặc những cái ngày tảo mộ thanh minh này nọ đó thì người nhà thì cũng lại mộ đó thì cũng tảo mộ, cũng mần cỏ rồi cũng cúng kiến vậy đó mấy bạn. Nói chung á là cũng có hơi người qua lại chứ không phải á là một cái mảnh đất bỏ hoang không luôn. Rồi á thì cũng xây dựng nhà cửa lên một cái căn nhà cấp 4 mấy bạn. Thì cái căn nhà này nè xây tầm tháng gửi 2 tháng là xong mất tiêu rồi. Thì sau đó đó là cái người cô này nè mới qua gia đình của bạn này nè, cho xin bạn này nè là buổi sáng nó ở nhà nó học hành gì đó không biết, thì buổi tối á là cho nó qua bên đó nó ở với tôi cỡ mấy tháng đi, tại vì nhà mới á mà cô này nè là cậu ở cũng có một mình nè, đơn chiếc dữ lắm. Thấy vậy thì cũng lỡ có chuyện gì thì cũng sợ nữa, tại vì cô lúc này chưa có chồng con gì hết mấy bạn, kiểu như là ở một mình thì nó hơi lạnh lẽo, nó buồn bã thôi. Thì kêu đứa cháu qua ở chung á thì cho cô cháu hủ hỉ này nọ cho nó vui. Thì thời điểm đó đó bạn này bạn nói là tầm khoảng 17-18 tuổi rồi mấy bạn. Thì qua cũng có người này đi tới đi đuôi hủ hỉ ban đêm vậy đó. Thứ hai là làm cho cái hơi người nó ấm áp cái căn nhà hơn, chứ không có nói ma cỏ gì hết ở đây nha mấy bạn. Thì lúc đó đó là bạn này cũng khoái lắm, tại vì bạn nói á là lúc đó bạn rất là ghiền game, những cái game ở trên điện thoại á mấy bạn. Mà ở nhà thì cha la hoài, rồi một phần á là cũng không có chơi chơi ban đêm nữa mấy bạn, chơi hơi hơi là bắt đầu kêu ngủ rồi. Thì nghe bà cô qua nói như vậy á là phái liền. Dạ dạ thôi để cho con qua bển con ngủ với cô đi, thì sáng rồi con đi học luôn cũng được. Thì lúc đó bạn này học cũng có một buổi thôi, thì tới chiều thì con qua bển con ở với cô này nọ. Xong rồi thì khi mà qua đó nha thì bạn mới thực hiện được cái nguyện vọng của mình, là hàng đêm á là bạn được một cái phòng riêng luôn mấy bạn, không có ngủ chung với cô, mỗi người một phòng mấy bạn, hai người hai phòng rất là sướng. Dách thì dách tường đàng hoàng rất là ok. Thì bên đây bạn mở lo, bạn chơi game, bạn la hét sùm, nói chung là cũng không ai làm phiền, không ai la gầy gì hết trơn á, nói chung là rất là sung sướng ha. Thì bạn nói bạn ở tầm 3 tháng trời nha, là không có cái gì hết trơn á, đâm ra là bạn rất là thích, còn nghỉ y nữa. Thì chắc là cũng không có ma cỏ gì đâu, qua ngủ mình cũng đâu có sao đâu. Thì mỗi khi mà bà cô bà đi công chuyện trên Sài Gòn rồi á thì bạn ở đây một mình rồi cũng đâu có chuyện gì đâu. Nhưng á mà rồi sau này nè bạn mới biết á cái lý do mà cái căn nhà đó đó nó không có những cái hiện tượng ma là bởi vì á là có cái mộ của ông cốc của bạn ở phía sau nhà phù hộ mấy bạn. Là tại vì lúc đó đó là ông nội mới đánh tiếng mới thôi á, là bây giờ á con Tư á là nó cũng về đó nó xây cất nhà lên rồi. Bình thường á thì mộ của ông cốc á thì nằm đó là nhìn ra ngoài đường, ngoài sông, ngoài suối đồ, thì xe cộ qua lại đồ này nọ đó. Mà bây giờ tự nhiên á là trắng cái nhà ăn cái, là mất tiêu cái mộ của ông cốc rồi. Kiểu như á là bây giờ không có thấy vô nữa. Thôi sẵn đây nè, bây giờ mình cải táng cho ông cốc luôn, mình đạo mộ lên, mình đưa hài cốt của ông cốc về cho ở chung với ông bà xung quanh đồ để cho ấm cúng. Rồi cả nhà mới quyết định á là làm liền. Thì chỉ trong vòng 2-3 ngày thôi mấy bạn, là mới bóc cốt của ông cụ lên rồi dời mộ đi. Thì từ sau ngày mà bóc cốt đi á là mọi chuyện mới bắt đầu diễn ra mấy bạn. Thì mới đêm hôm trước là dời mộ ông cốc xong á, là đêm hôm sau là có chuyện liền mấy bạn. Bạn Bình này á là bạn nói á nha, bạn là cái người đầu tiên mà bị chọc mấy bạn. Thì cái đêm hôm đó đó là cũng như những cái đêm khác, bạn cũng về cũng đâu có nghĩ ma cỏ gì. Mới đầu cũng vô phòng ngủ, thì lúc đó đó là cô Tư cũng ngủ ở cái phòng kế bên nha mấy bạn. Bạn nói á là lúc đó nè bạn cũng đang cầm cái điện thoại chơi game như bình thường vậy đó. Thì cái lúc đó nha, ở trong phòng của bạn á thì cũng tắt đèn tối thui vậy đó. Chỉ có cái ánh đèn điện thoại nó chá lên cái mặt bạn thôi, là cái ánh sáng duy nhất ở trong phòng đó mấy bạn. Thì bạn cũng đang chơi và âm thanh game đồ này nọ cũng sùm nha. Là lúc này nè, ở bên phải của bạn thì nó có một cái tủ đơn, kiểu như một cái tủ kê đầu giường đó mấy bạn. Nó nhỏ để mình để đồ đạc này nọ vậy đó. Bạn nói á là bạn đang ngồi bạn chơi game chơi riết vậy đó, bắt đầu tự nhiên bạn nghe cái tiếng một cái cọc lớn dữ lắm. Bạn nói á là lớn tới nỗi mà bạn giật mình luôn, cất cái điện thoại xuống bạn quay qua bạn nhìn luôn là coi coi là cái chuyện gì đã xảy ra mấy bạn.
Tại vì tự nhiên đang chơi yên tĩnh này nọ vậy đó, tự nhiên có một cái tiếng đó, cái cọc vậy đó, nó thiệt là lớn, làm cho bạn giật mình vậy đó. Thì bạn mới quay qua bạn dòm, bạn dòm cái tủ thử coi là nó gớt cái gì ở trên đó. Thì dòm tới dòm lui là thấy không có gì hết, thấy bình thường à. Xong rồi bạn cũng quay qua bạn cầm cái điện thoại, bạn dòm vô, bạn cũng tiếp tục bạn chơi game tiếp với bạn. Thì khi á mà bạn đang bấm vậy đó, là bắt đầu á nha, bạn nghe thấy cái tiếng cửa tủ nó mở. Mà bạn cũng biết rồi, cái tủ cây mà lâu ngày mà không có châm dầu châm mở vậy đó, thì cái cửa nó kêu két. Mà cái tiếng nó cứ két két như vậy đó, mà nó ghê lắm mấy bạn. Tại vì trong một cái đêm khuya thanh vắng mà tối thui xung quanh tắt đèn hết trơn, tự nhiên nghe cái tiếng đó là bạn hết hồn, bạn run người hết trơn. Bạn nói nha, lúc đầu khi mà bạn nghe cái tiếng đó thì lúc này là trong cái trận game mà đang căng thẳng mấy bạn, kiểu như mấy bạn chơi liên quân mà đang combat này nọ vậy đó, đang căng thẳng này nọ vậy đó, thì bạn thành ra bạn cũng không có thèm nhìn qua bên coi là cái chuyện gì xảy ra. Bạn cũng bấm vậy đó, đang combat mà bạn, đang căng thẳng mà, đâu có thời gian mà quay qua nhìn. Thì ngay lúc này nè, là cái tiếng két nó ngưng một cái nha. Là bạn thấy á, là ngay từ ở bên cái lỗ tai mà ngay cái phần vai, nguyên một bên người của bạn luôn á, là nó lạnh ngắt mấy bạn. Nguyên một nửa bên người của bạn á, là nó lạnh ngắt luôn. Phía bên cái tủ đó là nó lạnh dữ lắm, lạnh. Nó lạnh giống như á, là tự nhiên phía bên đó là có một cái máy lạnh nó bật 14, 15 độ mà nó phà vô nửa người bạn vậy đó. Mà bạn nói á, là cái phòng bạn là bạn xài máy quạt chứ không có xài máy lạnh. Thì ngay cái lúc này nè, là cái trận game á, là nó cũng hết căng thẳng mấy bạn. Thì bạn mới thấy như vậy á, bạn mới liếc con mắt qua bạn nhìn. Thì khi mà bạn vừa liếc qua bạn nhìn nha, là bạn thấy rõ ràng là có một cái bóng người đi từ ở bên trong cái tủ đi ra mấy bạn. Thì khi mà đi như vậy á, thì họ mới khum cái người xuống. Thì không có biết á, là người này là giới tính gì, không có biết là phụ nữ, đàn bà gì hết. Mà bạn chỉ nói á, là thấy cái tướng nó cao cao, vòng vòng vậy đó. Nhưng mà thấy đang thui hà. Mà lúc này cái phòng đó thôi à, nó chỉ có cái ánh sáng chút xíu của điện thoại thôi, bạn chỉ nhìn mờ mờ thôi. Mà bạn thấy cái người đó đi mà họ cúi cái đầu xuống vậy nè, xả cái tay trước mà đi cúi cái đầu xuống vậy nè, mà tóc phủ hết trơn vậy đó. Mà không biết là đi hay lướt, bạn này cũng không để ý nha. Nhưng mà thấy cái người đang tiến từ từ tới bạn vậy đó. Trời ơi, lúc này nè, bạn nói là bạn điếng hồn hết trơn mấy bạn. Đã ngay từ đầu á, là bạn không có nghĩ ma cỏ gì hết trơn, nên bạn á, là cũng không có đề phòng, không có chuẩn bị tinh thần gì hết. Cái kiểu này là nó rất là đột ngột mấy bạn. Lúc này nè là cũng hơi sợ rồi, bạn kiểu như bị đứng hình luôn. Bạn cứ đơ ra luôn vậy trời. Mà cái người đó đó thì họ cứ lướt từ từ tới bạn vậy đó. Thì bắt đầu á, bạn mới nhìn liếc theo như vậy đó nha. Thì cái người đó đó họ mới lướt đi lướt qua tới cái chân giường của bạn á. Thì họ mới đi từ từ tới cái cửa, sau đó là họ mới đi xuyên qua cái cửa luôn. Thì khi á mà vừa đi xuyên cái cửa một cái là bạn bắt đầu giật mình mấy bạn. Kiểu như bạn hoàng hồn về vậy đó. Bạn mới la, cô Tư ơi, ma cô Tư ơi. Bạn la sùm lên vậy đó. Thì cái bà cô Tư bên kia mới giật mình, bà mới chạy qua mấy bạn. Thì khi mà bà cô Tư bà chạy qua thì đương nhiên bà mở cửa, thì bà cũng bật cái công tắc đèn sáng lên hết trơn. Thì đương nhiên rồi, lúc này là đèn sáng trưng rồi mà mấy bạn, đâu có thấy cái gì nữa. Thì rồi bắt đầu chạy lại, cái gì vậy con? Thì bạn lúc này cũng lắp ba lắp bắp, còn run trong người mà, mới kể lại như vậy. Thì khi mà kể xong á, thì cô Tư cổ mới chưa có tin mấy bạn. Bà mới nói trời ơi, không có đâu con. Chắc là mày chơi game tối ngày, rồi con mắt mày nó quán gà, rồi mày nhìn gà mày quá cút. Chứ nhà cô Tư xây cũng mấy tháng trời rồi, nếu mà có á, là con mới qua thì con thấy rồi. Chứ có đâu mà con ở 3-4 tháng rồi mà con bị nhát. Có đâu mày ơi, mày bớt chơi game lại đi. Thì bạn này cũng đâu có cãi đâu các bạn. Xong rồi mới khóc, không con sợ lắm cô Tư ơi, bây giờ là con không có dám ngủ đây một mình cô Tư ơi, bây giờ con qua con ngủ chung với cô Tư à, chứ con không dám ngủ một mình cô Tư ơi. Thì xong rồi sáng hôm sau, rất là sợ nha, gộn đồ về luôn, không có chịu ở nữa mấy bạn. Tại vì nói chung là cũng quốc ức mấy bạn, tại vì rõ ràng á, là bạn thấy rõ ràng như vậy. Xong rồi á, thì khoảng có một tuần lễ sau, thì bà cô Tư này nè, bà mới qua bà xin lỗi bạn này. Bà mới nói á, là nhà đó đó con ơi, là chắc là có ma đó. Tại vì cái lúc mà con ở á, mà con không có thấy á, thì chắc là có cái mộ của ông Cóc của con. Có ông Cóc ổng phù hộ. Thì sau khi mà dời cái mộ ông Cóc đi rồi, thì những cái vong đó họ mới phá. Thì tại vì mấy ngày nay nè, cô Tư ngủ ở nhà một mình á, là cô Tư cũng nghe cái tiếng bước chân đi tới đi lui ở trong nhà vậy đó. Bay không có qua ngủ với tao á, tao ngủ có mấy hôm mà tao sợ quá trời sợ. Tao nghe thấy cái tiếng tiếng nước chảy trong bếp, hoặc á là cái tiếng mà lớp cốp lon con ở trong bếp á, như là ai mà đang làm cái gì ở trong nhà vậy đó. Tao thấy sợ quá thì tao mới đi coi thầy.
thì ông thầy mới nói á, là cái miếng đất này nè là dông nhiều dữ lắm, nhưng mà là cái dông chủ nhà là cái dông của ông Cốc, tức là ông Cốc ở đó từ rất là lâu hồi xưa tới bây giờ rồi. Tại vì hồi xưa là ba mẹ mua cái miếng đất đó là cũng như là chủ yếu để là chôn ông Cốc thôi, chỉ có duy nhất là cái mộ của ông Cốc thôi. Cũng như là ông Cốc là chủ đất đó vậy đó, ông ở có một mình ông chán, đâm ra là những cái vong vía người ta mới về mới ngự. Thì thấy cây cối tùm vậy đó, thì ông Cốc ông ở một mình thì ông cũng cho mấy cái vong khác ở luôn. Nhưng mà về vai vế á, thì ông Cốc vẫn là chủ của cái miếng đất đó. Cho nên khi mà cô Tư về xây nhà thì ông Cốc là chủ đất mà. Thành ra ông Cốc á, ông không có cho mấy cái người kia là hù dọa hay là chọc phá gì người nhà hết trơn. Nhưng mà cho tới bây giờ nè, đã dời cái mộ ông Cốc đi rồi, thì ông Cốc á, không còn ở đó nữa, không còn mà phù hộ để cản những cái người đó nữa. Kiểu như nhà mà không có chủ nữa, chỉ có khách thôi á, thì mấy bạn cũng biết cái cảnh tượng rồi. Bởi vậy những cái vong nè mới bắt đầu là quậy phá rồi nhát cô Tư với bạn này. Thì bởi vậy đó cũng là cái lý do tại sao mà ở đó 3-4 tháng trời mà không bị gì hết, mà khi dời cái mộ ông Cốc đi là bị liền. Xong rồi cái người thầy nè cũng đưa cho vài cái lá bùa trấn yểm, xong rồi cũng dặn á nha, là mấy cái vong này nè kiểu như người ta là không có quậy phá gì hết. Nhưng mà do cô Tư này nè về ở mà không có cúng kiến hay là xin phép gì hết, cho nên á là ông thầy cũng dặn á là nữa mà những cái ngày rằm hay là đầu tháng cuối tháng vậy đó thì mua đồ về cúng cho họ ăn cái, để cho họ có nhang khói rồi có đồ ăn đồ uống đồ ăn cái thì người ta không có phá nữa. Thì bạn này bạn nói á nha, là những cái lần sau thì bạn về á là do cô Tư cũng đã mua đồ cúng kiến đồ rồi nên cũng không có gặp cái gì nữa hết. Nhưng mà mỗi lần á mà bạn ngủ trong phòng á, bạn tưởng tượng tới những cái cảnh đó đó là bạn rất là sợ. Mặc dù nhà lúc này á nha là cũng ấm cúng rồi, cô Tư cũng không có còn bị gặp hay là bị ma nhát gì nữa hết, nhưng mà mỗi lần về mà ngủ trong căn phòng đó, bạn lại tưởng tượng tới cái cảnh đó làm bạn rất là sợ luôn mấy bạn. Thì bây giờ á mình cũng đã kể xong cái tập 52 rồi, thì mấy bạn á nhớ là lên nghe chuyện ma anh Nhuần kể rồi ngủ ngon nha. Chúc mấy bạn nghe chuyện vui vẻ.